We're here, baby, to save you. Nhưng sao con khóc, con nằm mơ. Trời ơi, nó tét nước mắt lên mặt tôi trời. You open your tears. Trời ơi, nó ngủ, nó nằm mơ, nó khóc cô chú ơi. You know, honey. Nó nằm mơ, nó khóc cô chú ơi. Ai làm gì con khóc, nó nằm mơ trời. Con nằm mơ, con thấy gì con khóc. Tell us about your dream. Sao happened? Con nằm mơ hoài vậy? Rồi hôm qua tự nhiên cái đang ngủ, cái nằm mơ. Sorry mommy, sorry mommy, sorry mommy. Hôm qua con nằm mơ là con làm gì mẹ hả? Hả? Rồi con xin lỗi mẹ hả? Rồi bữa nay ai làm gì con khóc? Ừ. Sao con khóc? Nói mẹ nghe coi. Want some eggs? Sao khóc? Hả? Hả? Ai làm gì con hả? Mẹ quýnh con hả? Nằm mơ mà cũng thấy mẹ quýnh hả? Mẹ quýnh khóc luôn hả? Con ngủ đi. Ngủ đi. Nhắm mắt là ngủ tiếp đi. Rồi hồi nãy nữa, tự nhiên hồi nãy mommy. Bữa nay mơ nhiều nha. Tối này cỡ chừng hả 7 giờ tối nè cũng mơ nữa nè, sáng chứ 7 giờ sáng nhá. 7 giờ sáng mơ nữa. Mơ là tự nhiên kêu mẹ cái là ôm, nằm ôm mẹ, mẹ ôm cái là nằm xuống ngủ tiếp. Còn ai quýnh con đó mẹ nghe coi. Hả? Nó quỷ ghê, nó trét nước mắt nó vô gương mặt tôi là được rồi không? Con kỳ lắm. Được, nó trét nước mắt đó thôi. Con thương mẹ hay sao? Thương mẹ hay sao? Thương mẹ hả? Không mặt mình đi. Thương mẹ thì không mặt mình đây. Không mẹ mảnh đây. Làm gì? Nhưng mà mình mà mẹ ai quên từ bị cái gì ghê quá. Không mẹ mình cho cô chú coi coi. Không mẹ mình không mẹ, không mẹ như là con yêu mẹ nhiều đi. Không mến một cái thôi nha, một cái. Còn đây. Con nói chào buổi sáng cô chú. Nói đi chào buổi sáng cô chú. Cô bé gái cho ba mẹ. Gì vậy? Nói gì vậy? Nó dẫn người lắm. Nó ư tạo ra hài. Hài húng rồi này kia để nó cười thì vậy đó. Hài dữ lắm. Con này nó hài còn hơn tôi nữa. Này nó có cái máu hài ước lắm cô chú nghe. Nó là con Sabli mà. I call you Sabali. Mà chiêu chạy. Đó. Mẹ kêu cây là Sabali. Thì kêu mẹ là gì? Thì kêu mẹ là gì? Mẹ phải có. Đang có một cuộc điện thoại quan trọng. Giờ đấy ba đang nói chuyện nữa. Mày có cần ra không? Mày có cần ra không mà mày nằm đây? Yeah. Ra phải không? Vậy con nằm đây nha. Con muốn đi ra mẹ không? Rồi ngồi đây, ngồi dậy cộng cộng đi chạy trời mưa. Đây. Cái. Rồi tối đêm nhà mình nhảy vui không con? Da con chơi đi chơi cái này hôi rừng. Ồ, không phải bà đó. Lần này ngồi còn ba làm waffle. Xuống. Lâm nha, còn mệt hả? Chưa ăn nổi đâu. Giờ này chưa ăn nổi đâu. Alright man, I gotta talk to you a little bit. I gotta call my realtor. Alright, bye. Who is that? Craig. He's asking me a question.
All right, let's call the realtor, baby. Oh, she we called. She called us. Okay. Okay, I told her. Okay. Đẹp thì có trời mưa. Con đi đâu mà con đeo kiếng đẹp vậy? Xin chào cô chú chưa? It's already here. Please not. Chào cô chú chưa? Thì đó con đeo kiếng thì nó tối đúng rồi. Rồi con hát bản này cho chơi đây. Hát bản muộn màng là từ lúc coi. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Gì? Beautiful. Quay. Muộn màng là từ lúc ta. Trời ơi, gió thổi cái cây đèn nó sắp rớt xuống luôn kìa chơi kìa. Ôi đất ơi, nó bứng gốc luôn kìa. Wow. Thấy không? Let's see closely. Hả? Let's see closely. À, coi gần hơn kìa, con nhìn bên phải, nhìn nó đỏ, thấy cây đèn đó không? Thấy cây đèn nó chuẩn bị ngã xuống không? Ừ. À, vì gió đó. Yeah, mom. Mommy, just like a wind. Chơi chơi, con có muốn có em không chơi? Không. Sao muốn có em? Có em đi em chơi với mình. Ok mẹ. Ok mẹ ha, cũng em trai hay em gái? Mẹ, con muốn mẹ. Mẹ sao, con muốn em trai hay em gái? Mẹ vô được. Hả? Mẹ con mẹ. À, con muốn mẹ hả? Ờ, bữa nào mẹ chở quay chơi với Mia của dì Nhi nha. Rồi, nhưng mà em Mia là em bé gái đó. Vậy là con thích em bé trai hay em bé gái? Mẹ gái. Ờ, bé gái. Con muốn có mấy đứa em? 1, 2, 3, hết luôn. Hết em. Con muốn có bao nhiêu người em? 1 em, 2 em, 3 em, hay hết em luôn. Ok mẹ. Hả? Ok mẹ. Let's go to her. Chưa đâu. Let's go to Vinny's house. À, tôi tới nhà dì Ni sao hả? Ni. Tới nhà dì Nhi. Nhi chứ không phải Ni. Nhi. Con đọc đi. Nhi. Ni. Đúng rồi, chứ không phải là Ni. Ni là dì Ni, biết không? Còn dì Nhi là khác nữa, hiểu không? Okay. Có chữ H ở ấy nên là con phải đọc, con phải nhớ là Nhi. Mẹ. Muốn mẹ hả? Dạ. Ok. Để mày gọi dì Nhi. Có dì Nhi có nhà không nha? Dạ. Rồi con hát mẹ ngang bản này mày cho vậy mẹ. Đi chơi. Hát em chi chi của mẹ em ơi. Nói đi. Nói em chi chi của mẹ em ơi. Singula của mẹ em ơi. Em chi chi của mẹ em ơi. Ferrari của mẹ em ơi. Mom đi. Đố chơi giờ mà đi đâu? Mẹ, con mẹ later.
chút nữa đi Mi à. Nhưng mà đấu chay bây giờ mình đi đâu? Mi con này tay. Mình đi đâu? Đi con này tay. Đi nhị con này tay hả? Dạ. Dạ. I love you more. I love you more, sweetheart. I love you, baby. Yeah. Con có muốn đem thẻ này theo không? Dạ mẹ. Giỏi. Con là cái gì của mẹ? Con là cái bùa. Cục mẹ. Gì? Cái bùa cái mẹ. Nói đàng hoàng cục gì? Cục gì? Cục vàng của mẹ. Nói đàng hoàng. Giỡn mặt cái con này giỡn không à? Đi. Ok. Trời ơi, nằm uống dẻo hả? Dạ. Uống dẻo làm sao? Ồ, dẻo vậy hả? Trời ơi, dẻo ghê. Rồi giờ dậy nè, ngồi dậy để cao như con giraffe. Ngủ à hả? Thôi ngồi dậy uống để bự như con giraffe giùm cho mẹ đi. Uống miếng sâm với miếng tăng chiều cao cho mẹ đi, cho sáng dậy sẽ cao thêm 5 phân. I see that. Là sao không vậy? Nhưng tự nhiên con kia mẹ cái nón ngồi dậy. Mẹ giờ mẹ đếm nha. 1 2 3. Dậy lại lên uống vô khỏe nè. Uống vô khỏe trong người. Có xăm, có con rìa. Uống xong bự như cá mập luôn. Ngồi dậy đây. Đừng có bài mẹ nữa. Bài mẹ quá rồi mẹ gì ngồi vậy? À, uống sau đây mẹ cho ăn fruit roll up. Mẹ on the straw. Lẹ lên. 1. Ngồi vậy mẹ cho ăn quá. Mẹ on the straw. Ok, uống sau đây mẹ cho fruit roll up. Ok. Mẹ on the straw. Không, uống không vô. Con mình lớn rồi không uống mà ông thúc uống vô mẹ đếm. 1. Cổ lên. Đội áo xanh cổ lên. Cổ. Bây giờ thích giá kỳ hay là muốn uống cái đó hay muốn ăn cay? Lại lên lẹ đi mẹ cho ăn fruit roll up lẹ đi. Gần hết rồi, lẹ lên. Uống hết đi. Uống hết vô. Đừng có giỡn nha. Con chi này nó khiến ăn đập hàng sao đâu á, còn chút xíu đó mà nó khiến không à. Hết luôn. Giúp mày rồi, xong rồi. Ui cha ơi, giỏi ghê. Vỗ tay. Trời, kéo váy lên chùi nữa trời.